Em hướng dẫn sử dụng máy Singer Merit Libero KI40EX. Đầu tiên thì đây là cái dây nguồn rời của máy. Mình sẽ cắm một đầu này vào cái rác ở đây. Và đầu còn lại mình cắm vào ổ 110V của cục đuổi nguồn. Nó sẽ hiện đèn sáng như thế này. Đây có một cái công tắc này, mình có thể tắt hoặc bật ở đây. Đầu tiên là hướng dẫn đánh suốt. Đây là cái cọc chỉ, mình sẽ lấy cọc chỉ ra và để cuộn chỉ vào đây. Đánh suốt thì mình gắn cái suốt chỉ vào cọc suốt ở đây. Đi chỉ đánh suốt mình sẽ vắt chéo này, từ trước về sau quanh con ốc này đây. Vắt chéo nhé, từ trước về sau. Sau đó cuốn khoảng 2-3 vòng theo chiều kim đồng hồ quanh cái suốt chỉ. Gạt sang bên tay phải, hai cái thanh này sát nhau. Bấm nút bắt đầu may. Tốc độ may và tốc độ đánh suốt thì mình điều chỉnh được ở cái thanh trượt ở đây. Đây là tốc độ nhanh nhất này. Đây là tốc độ chậm. Đây là các đường may chính của máy. Gồm có 3 đường may thẳng với mũi may dài ngắn khác nhau. Mũi số 3 là mũi dài nhất. Các đường zig zag dùng làm giả mắt sổ với các bờ to nhỏ khác nhau ở đây. Ở đây là thuộc phi 4 bước. Một số đường trang trí lượng 6 chẳng hạn. Đây nút lại mũi này. Gạt sang bên tay trái, lấy cái suốt chỉ ra. Em hướng dẫn đi chỉ trên. Bước đầu tiên là mình sẽ nâng cái chân vịt đây. Đây là cái cần nâng hạ chân vịt này. Chân vịt đây đang ở trạng thái nâng. Nhưng mà nếu đang ở trạng thái hạ thì mình nâng nó lên nhá, để cho nó mở cái đồng xu đây. Bước 1, đi chỉ vào đây. Đây cái thanh này đây. Chiếu đây. Bước 1 đi vào đây, bấm kiểu tách cái này. Đó. Bước 2 đi qua cái thanh này. Bước 3 vòng xuống dưới theo cái khe ở đây. Bước 4 vòng lên bên trên. Đến cái khe này vòng lên trên. Sau đó mình móc qua cái mỏ giật chỉ này, móc từ bên phải qua bên trái. Nếu mà cái mỏ giật chỉ này đang chìm xuống sâu thế này thì mình sẽ dùng tay phải xoay cái bánh đà về phía lòng mình để cho cái mỏ giật chỉ đi lên. Mình móc từ bên phải qua bên trái ở đây. Đấy. Và đi lại xuống cái khe vừa nãy. Sau đó mình sẽ xỏ chỉ vào kim, xỏ chỉ từ trước về sau. Em hướng dẫn lắp suốt chỉ dưới. Mình lấy cái hộp đồ này ra. Mở cái, lấy cái suốt chỉ dưới ra. Đây có một cái tai này. Mình đẩy nhẹ về phía lòng mình sẽ nhả ra này. Thay suốt chỉ khác thì mình sẽ thay sao cho suốt quay ngược chiều kim đồng hồ này, lắp vào cái quả đào ở đây. Đi qua cái khe này và lượn sang cái bờ bên đây. Mít xuống bên trong một tí nhá. Đó, kêu tách một cái. Suốt quay này là được. Mình sẽ lắp vào cái ổ trao ở đây, sao cho cái tai này khớp với cái khuyết ở trên này này. Lắp vào và đẩy này, sao cho khi khớp nhau nó kêu tách một cái. Lấy chỉ dưới thì mình sẽ giữ chỉ trên kéo căng. Tay phải mình xoay cái bánh đà về phía lòng mình khoảng 2 vòng. Đây này, chỉ trên và kim đi xuống đồng thời nó sẽ kéo chỉ dưới lên cùng. Đây là hai sợi chỉ trước qua trên và dưới. Nắp cái mặt này lại, đây là cái hộp đồ. Đây là cái núm xoay chọn đường may này. Chọn đường may nào mình sẽ xoay cái núm ở đây. Số đường may tương ứng với cái số ở bên hàng dưới này đây. Đường số 1, đường số 2, đường số 3. Chọn đường may số 3 chẳng hạn. Trước khi may thì mình nhớ hạ cái chân vịt này xuống này. Bấm nút bắt đầu may. Đây là tốc độ nhanh nhất của máy này. Muốn giảm tốc độ chậm hơn thì mình cũng giảm lên, máy chạy chậm hơn. Lại mũi may lùi, ấn vào giữ cái lấy ở đây. Ấn vào giữ này. Đây là cái mũi may của máy. Em vào sau. May với cái mũi ngắn hơn một chút này. Phần này co giãn này.
chọn đường may số 2 thì mũi nó sẽ ngắn hơn. Bấm nút bắt đầu may. Đây là mũi may của mẹ. Đây là mặt sau. Mình có thể sử dụng mấy cái đường dây rắc từ 4, 5, 6 này để dùng đường giả vắt sổ giữa mép, đường 4, đường 5. Chọn phần cái bờ to hơn thì mình chọn bờ số 6 hoặc là số 7. Đây là cái đường giả vắt sổ giữa mép của máy. Này đường bờ to hơn. Em hướng dẫn sử dụng chức năng thủ quyết. Thì máy này là có thủ quyết 4 bước. Thì mình sẽ thùa từng cạnh một. Lưu ý là mình sẽ thùa đối với vải có chất liệu cứng một chút nhá, ít có giãn. Chuyển sang bước thùa từng cạnh một này. Cạnh một là chữ A. Mình thùa một cạnh bên hông. Đến chiều dài cần thùa thì mình bấm tắt. Muốn hai cái bờ nó cân nhau thì mình nên vạch phấn hai đầu để cho cái chiều dài khi mình chạy nó khớp nhau hơn. Cạnh số 2 là cạnh B này, chạm hai đầu. Sau đó mình chuyển sang cạnh C là thùa nó một cạnh hình chữ nhật còn lại. Chuyển sang cạnh B để mình thùa chặn nốt một đầu vừa nãy nữa. Đây chỉ trắng nên nó hơi mờ. Đây mặt sau. Em hướng dẫn thay kim. Thay kim mình sẽ xoáy cái ốc ở đây. Hãy cho nó lỏng ra. Kim máy gia đình sẽ có một mặt dẹt. Đây là mặt dẹt. Và đây là mặt tròn. Mình sẽ lắp cái kim vào cái hốc kim ở đây. Sau cho kim mặt dẹp qua về phía sau, mặt tròn qua về phía lòng mình. Khi mà mình đẩy có một cái chốt chặn nó giữ, mình không đẩy thêm được nữa, thì mình sẽ xoáy ngược lại cái ốc này để cho cái chốt nó ôm khít lấy cây kim. Thay chân vịt thì mình sẽ đẩy cái lẫy phía sau. Đây phía sau có một cái lẫy. Đẩy nó sẽ nhả cái chân vịt ra. Chân vịt máy gia đình mình sẽ lắp sao cho cái thanh ngang này nó khớp với cái gót chân vịt ở đây. Và mình dùng cái cần nâng hạ chân vịt để căn sao cho hai cái nó khớp vào nhau. Khi mà khớp ấy, thì nó sẽ kêu tách một cái. Đó, kêu tách một cái như này. Đây là cái nút điều chỉnh căng trùng chỉ. Là bên em đã để cái mức trung bình nhất rồi nhá. Thì khi nào mà cần điều chỉnh chỉ căng hơn hoặc lỏng hơn ấy, thì mọi người sẽ liên hệ với cái số mang kỹ thuật bên em test máy ở đây. Anh ấy sẽ hướng dẫn mình để điều chỉnh các thao tác của máy.